bỏ đi nữa nè. Thấy chưa? Bằng rồi đấy. Dần bằng rồi. Khi bằng rồi đấy. Chứ rồi thì nhất số 2, số 3 rồi đấy. Con thành bà bố rồi. Trời ơi. Bảy chuột. Hả? Này cái bảy chuột. Nam gì bây giờ bằng rồi. À, con gì quay không? Không, mấy cái gì rồi? Sao à? Sao à? Có máy gì rồi? Sao chưa quay à? Hả? Con ơi, đi ra đi ra đấy. Đi ra đấy. Em ơi, trước em ăn một con dế cầy, con dế to. Con ở dưới đất gì? Con ở dưới đất nhưng mà to như con này này. Ừ, con đấy dụ lắm. Con dế mềm mà. Con đấy dụ lắm. Con này trên này bán hai, con đấy ở trên mạng này bán 25 nghìn lạng. Con dế đấy. Trên kia đấy này hay có. Một cấu, cấu cái đầu ơi. Con rút được. Vừa ra. Ừ, đúng rồi. Này này, nó to như con này có hai càng to. Đúng rồi. Con mã này còn được ăn cả bọ xít nữa cơ. Bọ xít thì bọn nó bảo ăn ngon, em chưa ăn được nào. Nhưng bọ xít không ăn kiểu này. Bọ xít thì lại rang khô như kiểu gì rang ngô ấy. Rang khô giòn xong bắt đầu nó lại chuyển sang chảo mỡ. Nhưng mà mùi hôi lắm. Con này chưa ăn được mà. Con này chị đợt lúc chị chưa lấy chồng ngoài chị mừng ra đi soi suốt. Nó toàn lên đen đi. Nó bò từ dưới đất lên lúc coi. Lúc soi nó chỉ bằng cái này thôi này. Nó bé như thế cái con đem ấy. Xong khi nó lột ra xong nó mới thành con này. Yến ơi! Yến ơi! Các thảo của các em vừa mới thay ra ngoài kia. Đâu? Các em đi tìm rửa ngoài đi rồi. Thì chị cho là chanh hoặc là dừa. Rồi, đã hoàn thành cái đĩa.